Phần 1. Chuyện của Tony. Chuyện của Tony ở Harvard. Nhiều người phát âm chữ Harvard là Harvard. Tony nghe không hài lòng. Nên đọc là Harvard nhé, vì chữ vợt nghe nó có tính chất thể thao kiểu quần vợt, còn vớt nghe như đậu vớt, vớt vát, trục vớt, không hay. Vậy nên ngoài biệt danh Tony Tèo, có thể gọi tác giả Tony Harvard, nghe cường tráng một chút. Chuyện bắt đầu từ năm 2007. Giáo sư Jay Q, hiệu phó phụ trách hành chính trường kinh doanh Harvard, hay còn gọi là trường HBS, viết tắt của Harvard Business School, có đến Việt Nam du lịch. Ông thích Nha Trang một cách đặc biệt, chắc giống Nha Xanh, vĩ nhân hay thích Nha Trang. Tony cũng có đi tắm bể hôm ấy, thấy Tây đang bơi thì bu lại rèn luyện tiếng Anh chung với một nhóm các bạn nhỏ. Tạt nước, lặn, cút, đắp lâu đài cát, húng tay tôm tép với ổng một hồi mới biết đó là giáo sư Jay Q. Bon chen mãi, cuối cùng Tony cũng có một cái danh thiếp của ổng. Thế rồi quên bén mất. Lúc đó ở Việt Nam đang sốt mọi thứ, từ đất đến vàng, chứng khoán, làm gì cũng có tiền. Vung tiền ôm hết mấy món đó vào, ngủ một đêm dậy, giá đã tăng gấp đôi. Tony trở nên hết sức giàu có, nghĩ mình đã bước một chân vào giới thượng lưu, chuẩn bị mua siêu xe, cưới người đẹp chân dài. Đâu được hơn năm, bong bóng nhà đất, chứng khoán gì cũng bị sẹt. Tony bị vứt chồng chơ ra ngoài xã hội, nghèo khổ, rách rưới. Tuy gương mặt hãy vẫn còn thanh tú, bất chấp suy thoái hay khủng hoảng, gương mặt anh ấy vẫn đẹp một cách rạng rỡ. Biệt thự, siêu xe dần bán hết, Tony dọn đến ở trong một cái nhà trọ cũ kỹ. Vài tháng sau cũng bị bà chủ vứt đồ ra đường, đuổi đi vì nợ tiền nhà. Trong đống đồ vứt đó rơi ra cái danh thiếp của giáo sư Jay Q. Một đêm mưa buồn lạnh lẽo, Tony bèn trong đèn lấy iPad gửi email cho ổng, nói giờ con rảnh quá hả, con muốn đi học. Thiệt bất ngờ, đâu mấy phút sau ông trả lời, nói tao nhớ mày rồi, hôm bữa trong đám nhóc bơi lội ở ngoài bể mày nói tiếng Anh khá nhất nên thôi qua học đi. Cách mình nói, con đâu có tiền thầy. Ông nói, thôi qua học miễn phí đi, tiền bạc gì, mày khách sáo quá. Cái mình cảm ơn thầy rồi xách vali qua đó học. Khi Tony vác mặt qua bển thì mới thấy, trường này cũng đẹp và nổi tiếng quá ha. Nên Tony chụp hình khí thế. Tỷ lệ chấp nhận vô trường HBS là cao nhất trong hệ thống các trường Harvard, khoảng 14%. Bên y khoa hay luật khó vô hơn. Các danh nhân từ cổ chí kim tốt nghiệp Harvard có nhiều, như ông cựu tổng thống Bush, ông Obama hay ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên Hợp Quốc bây giờ. Bảng vàng rồi đây sẽ có Tony Tèo, biết đâu được. Mình có hỏi, sao nhận tôi vô rồi cấp học bổng toàn phần cho tôi vậy? Ngoài ngoại hình ra, tôi có gì khác xuất sắc chăng? Mấy cô phòng đào tạo nói, ai biết, thấy có thư thầy hiệu phó nói nhận mày vô đi, tao tưởng mày là bạn của bác Qua hay con ông tổng thống cái đảo quốc nào đó chứ. Cuối cùng thì mới biết là một ngày có hàng ngàn thư gửi sang xin học, nhưng toàn gửi phòng đào tạo hay bộ phận tuyển sinh, chỉ có mỗi mình là gửi cho hiệu phó. Ông rảnh quá, đọc thư xong trả lời luôn. Trong thư thầy nói mày viết sai chính tả hết trơn, nhưng tao đoán ý thì hiểu. Viết dễ thương lắm Tony à, không biết mày ăn gì mà viết dễ thương quá. Lúc mới qua, cô bé làm phòng giáo vụ hỏi anh muốn học cái gì. Mình nói đâu đưa menu cho anh lựa. Lựa tới lựa lui một hồi mới chọn được chương trình chuyên tu tại chức văn bằng 2. Nói sẵn tiện cho anh đăng ký liên thông tiến sĩ luôn nha, vì anh đang làm cái tiến sĩ ở quê nhà nhưng hẻm nổi, vì mấy thầy bên đó đang cãi nhau, bữa bắt làm phương pháp định lượng, bữa bắt định tính. Làm sao có thể tốt cho cả hai, chỉ có Ưng Hoàng Phúc mới trả lời được. Lúc vào lớp học ở HBS, mình chẳng biết nói gì, chỉ cười vì nghe có hiểu gì đâu. Lâu lâu đứng lên phát biểu một cái là cả lớp cười bỏ, rồi bắt đầu mọi người hâm mộ, nói: "Ủa, mày dân châu Á sao ăn nói sáng tạo quá vậy? Tao thấy tụi châu Á đứa nào cũng rất là máy móc dập khuôn." Thầy cô cũng bắt đầu hâm mộ, nói: "Thằng này nói chuyện vui và dễ thương quá nè." Mỗi lần Tony nói là cả lớp phải im lặng tuyệt đối, vì Tony nói là tôi phát âm tiếng Anh theo một trường phái riêng và có sở thích hay nuốt chữ, nên các bạn phải tập trung hết sức để nghe. Tôi không nói lại hai lần như thi TOEFL phổ đâu. Rồi Tony cũng hay dọa nghỉ học, ngày nào cũng mang kẹo dừa xuống phòng hành chính, ép ăn rồi chọc kẹo mấy chị, mấy cô làm ở đấy, nói bóng gió xa xôi chuyện nghỉ học để trở thành tỷ phú giống Bill Gates và Mark Zuckerberg, cũng là cựu sinh viên của Harvard nhưng hẻm có tốt nghiệp được, nên mấy thầy sợ hãi, bữa nào vào lớp cũng lụm cụm đi điểm danh. Mấy thầy trường HBS thường giả lắm, cứ thấy Tony ngồi một góc giảng đường và đang giũa móng tay thì mới yên tâm giảng dạy. Mấy thầy nói: "Nếu cho mày nghỉ, thế giới có thể có thêm 1 tỷ phú nữa." Nhưng HBS hết vui. Các bạn người Ecuador hay Chile gì đó cũng nói nếu Tony nghỉ thì họ cũng bỏ học về nước. Cái thôi, mình học tiếp, mình hay vì mọi người. Bữa nay thầy Michael Porter nói mới biết cả trường xưa nay có hàng ngàn sinh viên bỏ học, nhưng chỉ có 2 tỷ phú thôi, còn nhiều đi móc bọc ni lon hết rồi. Chu cha, vậy thôi, học.